hai cá thể chim hồng hoàng được Trung tâm Cửu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội bàn giao cho Trung tâm Cửu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bang để cứu hộ, huấn luyện bay trước khi tái thả với môi trường tự nhiên. Sau hơn 8 tháng chăm sóc nuôi dưỡng và huấn luyện bay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bang đã phối hợp với các chuyên gia là bác sĩ thủ y của Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã nước Việt và Tổ chức Động vật Châu Á tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận hai cá thể chim hồng hoàng nói trên có sức khỏe bình thường đủ điều kiện tiêu chuẩn để thả về môi trường tự nhiên ở vườn quốc gia. Đặc biệt nhằm phục vụ công tác theo dõi đánh giá quá trình sau tải thả, cả cả thể chim hồng hoàng đã được gắn vòng nhần dạng vào chân. Cả thể chim được sau khi được gây mê khám sức khỏe, được mặc ảo chip định vị. Thông qua đó, chỉ cả định vị này sẽ theo dõi con chim suốt cuộc đời để theo dõi hành trình, phân bổ khả năng bay và sinh tồn khi thả lại tự nhiên.